Một phiên giảm khoảng 30 điểm có sức ép của rất nhiều mã cổ phiếu trên thị trường, đặc biệt là thanh khoản có yếu tố nhôi lên một chút, không phải là cái yếu tố bùng nổ, đánh bay rất nhiều thành quả của anh chị nhà đầu tư, trong đó có mình, một trong những người đang full hàng trên thị trường, và đặc biệt là trong giai đoạn mình đánh từ dưới đánh lên. Lúc này thị trường ta giảm xuống mất đi mớ lãi, mặc dù các cổ phiếu thì mình chưa bán, mình chưa chốt. Thế thì đối với những cái dao động này của thị trường thì anh chị cần phải lưu ý những gì và những gì chúng ta cần phải quan tâm trong giai đoạn sắp tới, thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhận được tích ha. Anh chị có thể thấy thì cái phiên này khối ngoại người ta bán ròng 932 tỷ, trong đó có khoảng 600 tỷ là người ta bán ròng FPT. Tự doanh thì hôm nay chưa có số liệu, nhưng mà theo mình nghĩ thì hôm nay tự doanh sẽ mua. Thế thì đối với những cái dao động này của thị trường, ta cần phải nhìn thị trường ta như thế nào và những gì chúng ta cần phải lưu ý và quan tâm đặc biệt, thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Ok, chúng ta sẽ thấy hôm nay thị trường ta có một pha gãy xuống tương đối, đúng không? Thanh khoản nó mang yếu tố là không phải quá cao, khoảng tỷ mốt cổ phiếu tương đối cao thôi, không phải là quá cao. Cái thứ hai, thị trường ta sau một giai đoạn đi nền có một pha nó rủ xuống. Thì bây giờ Nam sẽ đưa cho anh chị nhà đầu tư một số cái yếu tố góc nhìn của hệ thống bên mình, cũng như là tổng hợp lại thị trường vì sao thị trường ta dao động như thế này. Đầu tiên Nam sẽ nói về cái yếu tố chỉ số trước, sau đó bóc tách cổ phiếu và những gì chúng ta cần phải lưu ý trong những cái chu kỳ sau và hành động trong giai đoạn này nó là cái gì. Ví dụ như hôm nay nói với anh chị nhà đầu tư, giả sử trong nhóm hệ thống mình sáng mình có nói với anh chị nhà đầu tư cái này thôi, mình kêu là anh chị nhà đầu tư lưu ý những cái dạng mà thị trường đi ngang không có dao động quá lớn như thế này, thì kiểu gì nó sẽ có cái yếu tố rung lắc và rũ bỏ. Thì cái yếu tố rung lắc như thế này không phải là mình bán cổ phiếu, mà mình xem đó là cổ phiếu nào mình nên giữ, cổ phiếu nào nên cơ cấu, và cổ phiếu nào là cổ phiếu mình sẽ lưu ý trong cái nhịp sau chứ không phải để bán. Và mình sẽ giải thích cho anh chị nhà đầu tư lý do vì sao mình đưa ra những cái hành động và cái phân tích như vậy. Đầu tiên anh chị chúng ta lưu ý là hôm nay thị trường chúng ta sáng nó đã có một cái phiên có một cái nhịp giảm tương đối, đặc biệt là xuất phát điểm từ những cái mã cổ phiếu chứng khoán. Chúng ta thấy VDS này, ta thấy con gì CTS này, ta thấy AGR là những cổ phiếu rất xuống rất sâu. Và Nam đánh giá đây là một trong những cái tác nhân chính làm cho thị trường chúng ta gặp áp lực về tâm lý trong ngày hôm nay, khi nhiều cổ phiếu chứng khoán nhỏ có yếu tố rất sâu, nó kéo theo cổ phiếu chứng khoán lớn và nó kéo theo những nhiều mã cổ phiếu khác trên thị trường. Vì sao nó ra những cái thông nó lại xuất hiện những cái yếu tố như vậy? Bởi vì bản thân các thị trường trong những cái giai đoạn mà nó thiếu đi những cái thông tin như thế này, thì nó ra hôm nay trên thị trường rang một cái tin là KRX là bỏ hòm và gần như là không thể hoạt động, thì làm cho nhóm chứng khoán có yếu tố bị kéo xuống và làm cho tâm lý thị trường có yếu tố xấu đi. Thì về quan điểm của mình đó, thực ra nha, nếu mà anh chị nhà đầu tư hiểu về KRX, anh chị sẽ thấy là cái hệ thống nó khoảng 10 năm nay, là 10 năm nay hơn là không đưa vào hoạt động được, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là sau 10 năm công nghệ đã thay đổi, cái hệ thống này quá cũ với FPT đang làm cho HOSE ở thời điểm hiện tại. Vì thế là đối với quan điểm của mình thì KRX đảm bảo đợt trước là đi họp về là đã nghe là KRX người ta sẽ không vào rồi, không thể hoạt động được, bởi vì hoạt động là nó bị chậm hơn cái hệ thống hiện tại, nên là khả năng hoạt động sẽ rất khó. Nên đối với mình đây không phải là thông tin mới. Nếu anh chị nào dân chuyên, anh chị nào dân không chuyên thì kiểu gì đây cũng sẽ là một cái thông tin mới, và nó là cái yếu tố tiêu cực và nó làm cho thị trường ta gặp cái yếu tố áp lực trong ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta sẽ đánh giá thị trường ở trên cái yếu tố về mặt cung cầu, vận động và động thái của thị trường trong những cái giai đoạn như thế này. Đầu tiên mình sẽ nói cho anh chị nhà đầu tư về xu thế của thị trường. Cái thứ hai, hành động là gì? Cái thứ ba là những phiên này chúng ta cần phải làm như thế nào? Giả sử như những cái dao động như thế này thì thị trường không phải là lúc anh chị hoảng loạn bán ra cổ phiếu. Về quan điểm của mình đó là như vậy. Dao động này là những cái dao động mà anh chị phải nhìn xem là trong lúc mà thị trường ta gặp áp lực như thế thì cổ phiếu của anh chị nó thể hiện điều gì? Đó mới là cái yếu tố quan trọng. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là những mã cổ phiếu nào chúng ta phải xác định được là chúng ta phải xử lý trong quá trình mà thị trường ta có yếu tố phục hồi. Cái thứ ba đó là trong những cái giai đoạn này hành động nên là cái nào, thì Nam sẽ cùng với anh chị nhà đầu tư đi phân tích những cái yếu tố đó nha. Đầu tiên anh chị sẽ thấy xu thế của thị trường. Nam quay lại nói với anh chị nhà đầu tư như thế này thôi. Thật ra trong quá trình mà chúng ta đi tham gia vào thị trường, chúng ta có hai giai đoạn mà chúng ta có thể cầm nắm được cổ phiếu. Một là giai đoạn thị trường đi ngang, hai là giai đoạn thị trường chúng ta gì tăng giá. Còn giai đoạn thị trường chúng ta đi xuống là thị trường đao kênh, là anh chị cầm cổ phiếu là coi như thua. Ví dụ như ở trong giai đoạn này, đây là một xu hướng xuống của thị trường, anh chị cầm cổ phiếu trong chu kỳ này kiểu gì anh chị cũng thua, bất kể là cái xu hướng nào anh chị cũng sẽ thua, ta lưu ý nha. Cái thứ hai, anh chị thấy là trong một xu hướng tăng của thị trường, anh chị cầm cổ phiếu anh chị sẽ ăn, đúng không? Cầm cổ phiếu ăn, giai đoạn này cầm cổ phiếu ăn, nhưng mà xu hướng xuống như thế này cầm nó sẽ thua. Đây là một trong những giai đoạn thị trường ta có khả năng xuất hiện vào xu hướng xuống, và khi mà nó có yếu tố hấp thụ lực cung quá nhanh thì nó lại quay lại một cái nhịp phục hồi nhất định, chúng ta phải lưu ý. Vì thế trong hai xu hướng một hai ở đây chúng ta cầm được, xu hướng này chúng ta không cầm được. Còn đây là một trong những cái xu hướng là một nè, còn đây chính là xu hướng số 2, chúng ta gọi là xu hướng thị trường ta đang vào một cái pha đi ngang. Trong một số bối cảnh của thị trường không có quá nhiều cái yếu tố mới mẻ, ví dụ trong giai đoạn vừa rồi nó đi ngang một cái biên 1250 1280, sau đó nó nhú qua 1300, sau đó nó quay lại cái biên dưới của nó, thì Nam cho rằng đây chính là cái biên độ số 2 của thị trường, tức là biên độ thị trường đi ngang.
Và trong quá trình đi ngang của thị trường thì anh chị không thể đánh theo dạng là chúng ta cứ lên xuống ra vào liên tục được. Về quan điểm của mình, khi thị trường chúng ta tăng và đi ngang, mình hoàn toàn giữ cổ phiếu đó bình thường. Trong quá trình mà thị trường giao dịch như thế này, về quan điểm của hệ thống của mình, chủ yếu là mình sẽ tìm cổ phiếu và nghiên cứu thị trường cũng như là đánh giá lại xung lực của các cổ phiếu khác nhau để chúng ta đưa ra các chiến lược sao cho nó phù hợp. Ví dụ như xác định đây là một dạng thị trường đi ngang, thì cái việc của anh chị nhà đầu tư phải chấp nhận cái yếu tố rung lắc của thị trường trong ngắn hạn là hoàn toàn bình thường. Không có một thị trường nào đi ngang mà chúng ta có thể làm gì ạ? Bán ra mua vào liên tục. Ví dụ trong giai đoạn này, anh chị cứ bán ra ở dưới đây lên trên này mua, bán ra dưới đây lên trên này mua, nó sẽ rất rủi ro. Vì thế trong giai đoạn mà thị trường ta đang trong một cái giai đoạn đi ngang và chưa xuất hiện mà xuống rơi, thì quan điểm của Nam là khi nó về cái biên dưới, anh chị có thể thu gom cổ phiếu được. Ta lưu ý một số cái tiêu chí như thế. Ví dụ trong những cái giai đoạn như thế này của thị trường này, mình nói với anh chị nhà đầu tư là không tư vấn anh chị nhà đầu tư lấy, nhưng mà ở trong những cái giai đoạn mà thị trường ta về cái biên dưới như thế này có thể lấy được. Ví dụ như bản thân bên mình vậy, có những thời điểm ví dụ như mình đánh ở dưới đánh lên, cái cổ phiếu mua giá rất tốt, nhưng mà bây giờ mình bay đi một phần lãi, đó là cái chuyện hoàn toàn bình thường trên thị trường. Không ai lúc nào cũng có thể là mua được ngay đáy, bán được ngay đỉnh và quay lại mua được ngay đáy cả anh chị. Cái quan trọng nhất là xu hướng và xung lực của các cổ phiếu cũng như là dư địa mà hệ thống anh chị đánh giá có khả năng cầm được cổ phiếu hay không thì chúng ta vẫn cầm bình thường. Còn không phải lúc này chúng ta cũng có thể là cầm mua cổ phiếu ngay đáy, xong lên cổ phiếu trên đỉnh ta bán ra xuống dưới chúng ta mua lại, không thể đánh được như thế. Chúng ta lưu ý có những cổ phiếu nha, mình đang lời rất to nó quay lại mất đi một phần lời. Có những cổ phiếu mình đang lời thành lỗ là bình thường. Ví dụ cho con kết này, giả sử nha, con này mình mua giá 22.3 ở đây nè, cầm nắm một khoảng thời gian rất lâu, có lúc mình lời rất nhiều nhưng mình kỳ vọng nó hơn thì nó quay lại cái biên dưới này, mình bị lỗ ngược. Mà cái chuyện lỗ ngược trên thị trường tài chính là giai đoạn bình thường, miễn sao cái điểm mua của chúng ta vẫn chưa gặp quá nhiều cái yếu tố rủi ro thì chúng ta vẫn có thể cầm nắm được. Còn các cổ phiếu trong giai đoạn này, giả sử như có nhiều cổ phiếu nó rơi khá sâu thì nó đạt về vùng chiết khấu, thì anh chị có thể chọn giải pháp giống như là chúng ta đánh cư chân bạc. Ví dụ như cổ phiếu nó về lại cái biên dưới thì anh chị có thể lưu ý là tham gia cổ phiếu để khi nó phục hồi ngược trở lại, có những cái tiêu chí gọi là phục hồi tự nhiên á, thì chúng ta có thể tham gia vào những cái điểm mà nó đạp sâu và khi nó phục hồi lên thì anh chị lướt cái hàng có ra để làm gì, chúng ta hạ được cái giá vốn cổ phiếu. Nhưng mà cái đó dành cho những anh chị nào nhà đầu tư thứ nhất là chuyên nghiệp, cái thứ hai là sử dụng được cái yếu tố về mặt là linh hoạt và dòng vốn, cái thứ ba nữa là gì, tìm được cái điểm mà cổ phiếu có khả năng đảo chiều hoặc là phục hồi ngược trở lại để chúng ta bắt trong quá trình mà cổ phiếu nó rơi. Chúng ta lưu ý nha. Vì thế quay lại cái câu chuyện chung của thị trường cũng như là cái yếu tố mình đánh giá cho anh chị nhà đầu tư hình dung về cái bối cảnh của thị trường như thế này. Thực ra là ví dụ như mình là người cầm cổ phiếu, mất lời là cái chuyện hoàn toàn bình thường, lỗ nhẹ cũng là cái chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng mà bán cổ phiếu hay không thì mình không bán. Lý do là trong giai đoạn này mình đánh giá thị trường này là một giai đoạn thị trường ta và pha đi ngang, mà cái pha đi ngang thì nó rơi vào cái biên dưới, mà biên dưới trong những cái pha đi ngang đối với bản thân mình đó, mình đánh giá khả năng những cái pha như thế này, đặc biệt là trong chiều hôm nay này khoảng cỡ 1-2 giờ gì đó, thì hệ thống bên mình như mình tư vấn cho anh chị nhà đầu tư mua thêm, mình không bán ra cổ phiếu. Lý do thứ nhất, có khá nhiều mảng cổ phiếu chiết khấu rất sâu. Thứ hai là có khả năng chúng ta sẽ cưa được chân bàn. Cái thứ ba là anh chị sẽ thấy một cái yếu tố mà tiêu chí giao dịch của các yếu tố cổ phiếu như là vận động của thị trường là gì, đó là trong một cái pha đi ngang của thị trường là tất cả những cái nhịp giảm điểm về mặt biên dưới kiểu gì nó sẽ phục hồi lên bên trên. Đó là cái yếu tố xác định xu hướng trước. Ví dụ như bây giờ nó xu hướng xuống thì coi như là mình cắt. Còn nếu mà xu hướng mà nó vào lại cái pha đi ngang, ví dụ ở đây mình đặt cược đây là cái pha nó về cái biên dưới, thì mình sẽ mua ở cái biên dưới và nó phục hồi lên mình sẽ bán cái biên trên. Ví dụ ở trong giai đoạn này tất cả những cái pha điều chỉnh của thị trường anh chị mua về tỷ lệ anh chị ăn nó sẽ cao. Đặc biệt trong ngày hôm nay tỷ lệ hoảng loạn của thị trường năm nay giá rất lớn. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào xung lực của các cổ phiếu, chúng ta sẽ thấy là có những mảng cổ phiếu đạt đủ độ chiết khấu, có mảng những mảng cổ phiếu nó không rớt quá nhiều. Lưu ý nha. Còn trong những cái thời điểm này thì anh chị cứ lưu công gấp mắm, có những mảng cổ phiếu mình đánh giá nó thật sự xấu, nhưng có những mảng cổ phiếu nó đã đạt độ chiết khấu rồi. Có những mã cổ phiếu thì nó lại không điều chỉnh quá nhiều. Ví dụ như chút nữa mình đưa ví dụ sau, nhưng mà anh chị sẽ thấy là giả sử như trong quá trình tăng giá, các quá trình điều chỉnh cổ phiếu anh chị vẫn phải cầm nắm bình thường, là hoạt động bình thường trên thị trường. Lưu ý nha, ví dụ trong pin đi ngang này, bây giờ chúng ta xác định trước đây là pin đi ngang đi, thì chúng ta sẽ lấy một số ví dụ trong cái pin đi ngang. Giả sử anh chị thấy đây là một cái pin đi ngang thị trường 1240 1280, anh chị tất cả những cái lúc mà cổ phiếu hoặc là thị trường nó rớt về 1240 thì lúc nào nó cũng sẽ có những cái nhịp phục hồi đi lên, đấy không? Vì thế là trong lúc anh chị mua những cái pha chỉnh như thế này nè, đây là lợi thế thứ nhất về T, thứ hai là mặt giá. Còn không chắc ngày mai rơi không, ví dụ ngày mai có rơi không thì mình không chắc, nên là mình phải mua trong hôm nay, nó là như vậy. Còn cái bị đúng sai để thị trường trả lời. Ví dụ ở đây anh chị thấy này, rớt xuống biên đây nè, kiểu gì phục hồi lên, rớt xuống biên đây phục hồi lên, thấy không? Mình không mua trong nhịp tăng nha, hãy mua trong nhịp giảm. Đó là cái cách mà nhà đầu tư chuyên nghiệp người ta hay làm. Bởi vì khi mà trong thời điểm này quan điểm mình đang cược vào thị trường đi ngang và không có nhiều cái yếu tố dao động thì ra một cái chất xúc tác là nhóm chứng khoán nhỏ, nhưng mà có nhiều mã cổ phiếu nó bán mãi, nó bán có lực cầu dưới nó đỡ, nó đâu làm cho cổ phiếu rơi thêm được, ví dụ như thế. Vì thế những cái dạng của thị trường như thế này thì khi nó về bên dưới là mình sẽ mua, ví dụ như thế. Giả sử như anh chị kiếm một giai đoạn thị trường ta đi ngang đi, thì cho giai đoạn này nè sideways, đúng không? Anh chị thấy nó cứ rớt xuống bên dưới nó chạy lên bên trên, nó rớt xuống bên dưới nó chạy lên bên trên, và tất cả những cái nhịp giảm ở bên dưới nó đều có những nhịp phục hồi tự nhiên đi lên. Vì thế chúng ta phải xác định cái xu hướng của thị trường trước,
Thì sẽ xu hướng trong giai đoạn này mà đánh giá thị trường đi ngang thì những cái nhịp như thế này là mình sẽ mua. Thì trong hôm nay là mình mua không bán cổ phiếu. Vì sao? Bởi vì mình không chắc là ngày mai nó có thể rơi thêm, lỡ mấy ngày mai nó phục hồi sao? Mình không biết. Nên trong quá trình đi ngang của thị trường thì mình sẽ canh mua trong lúc thị trường nó giảm điểm. À, ví dụ trong giai đoạn này nè, thị trường ta đi ngang này về bên dưới mua, lên bên trên này về bên dưới mua, lên bên trên. Nó là trong những cái thời điểm này thì quan điểm mình, thị trường ta chưa vào một cái nhịp rớt thì mình vẫn cầm cổ phiếu bình thường. Đặc biệt là trong những cái pha mà thị trường ta về cái bên dưới trong chu kỳ sideways và đi ngang, đặc biệt trong bối cảnh này mình thì đánh giá mình chả cái gì xấu. Nên ra là mình xuống là mình sẽ canh mua nhiều mã cổ phiếu chiết khấu sâu, hoặc là có một số mã cổ phiếu mình đánh giá là nếu nó giảm thêm thì mình sẽ mua, nhưng mà nó giảm không tới hoặc là nó giảm quá sâu. Ví dụ như con ACB này chẳng hạn, mình cũng thích mua con này, nhưng mà nó giảm về giá 24 thì nó đi biên 24-25 này, nếu ai có tiền thì mua giá 24 thoải mái mà, có gì đâu, đúng không? Giả sử như anh chị nhìn con MB này, anh chị nhìn nó thôi, hôm nay nó điều chỉnh xuống nhưng mà thực ra biên của nó vẫn là quanh 23, bữa giờ có gì đâu. Còn cái việc rung lắc trong ngắn hạn là cái chuyện bình thường, anh chị có lộ những cổ phiếu nó trong ngắn hạn cũng là bình thường, nhưng mà đảm bảo anh chị sẽ không có lộ sâu. Và đặc biệt là áp lực của các cổ phiếu này khi anh chị chúng ta tham gia nó là ít hay nhiều chúng ta không biết. Nên là cái những cái dao động như thế này của cổ phiếu thì hoặc là thị trường chung á, thì về quan điểm mình là anh chị nên nhìn cho các cổ phiếu của anh chị mà chúng ta cầm nắm, xem chúng ta có nắm được hay không. Còn giả sử như thị trường chúng ta giao dịch như thế này, anh chị nên nhìn vào các cổ phiếu anh chị nắm á, xem anh chị có đáng cầm nó hay không, hoặc là anh chị đưa ra cho anh chị cái chiến lược nào, khi thị trường phản ứng ra cái chiến lược đó thì anh chị hành động như thế nào. Ví dụ như mình nhìn thị trường chúng ta dao động như thế này mà mình đang nắm các cổ phiếu như vậy như vậy như vậy thì mình sẽ làm gì, và cổ phiếu của mình xung được tốt hay xấu. Còn nếu mà trong lúc mà thị trường ta yếu giảm mấy chút điểm mà con này giảm khoảng 2-5% mà cái biên độ hoặc là cái yếu tố dao động của nó vẫn quanh vùng giá 23 như thế này là tốt hay xấu, hoạt động của nó là bình thường, nó lên được thì nó chỉnh được là hoạt động bình thường, bởi vì trong bối cảnh này không đòi hỏi thị trường ta tốt hơn được. Nhưng mà nó có xấu hơn đi không thì mình nghĩ đây là một trong những cái nhịp nó về là cái biên dưới, là cái nhịp xấu của nó rồi, thì xấu xong thì nó sẽ tốt lên và bản chất của nó vẫn là cái yếu tố đi ngang. Chúng ta lưu ý nha. Thì Hòa Phát nè, con này ví dụ anh chỉ nhìn vậy thôi, loanh quanh giá 29 bữa giờ, cầm nó không lỗ nhiều nhưng nó cũng không có lãi nhiều, nhưng bản chất nó không hề thay đổi về mặt giao dịch. Thế thôi. Ví dụ anh chị nhìn Hoa Sen, những con này ai đu trên này thì nó rụ xuống. Anh chị phải biết là cổ phiếu tăng được thì nó chỉnh được là bình thường. Không thể nào chúng ta lên đây chúng ta bán xuống để chúng ta mua lại, chắc gì anh chị lại dám mua lại những cái này. Vì thế về quan điểm của mình, khi cổ phiếu nó test về những cái vùng đỉnh như thế này, anh chị cầm nắm cổ phiếu bình thường. Đâu có lăng tăng được, đâu có phải là lên trên này bán xuống đây mua lại đâu. Mình đâu thể giao dịch mà nhảy nhót liên tục như thế được anh chị. Chúng ta lưu ý nha, vì thế là trong cái nhịp mình chỉ cầm cổ phiếu khi cổ phiếu có xu hướng tăng và đi ngang. Còn các quá trình mà khả năng cổ phiếu đi xuống thì mình sẽ không cầm. Giống như trong chu kỳ này, đâu phải lúc nào mình cầm cổ phiếu đó anh chị. Nếu trong cái nhịp này này mình bán ở trên này nè, khi mình xác định thị trường có khả năng gãy rớt nè, mình bán ở nhịp này mình ăn được nguyên nhịp này. Và trên này mình bán ra, đứng ngoài trong cả một chu kỳ rơi ở đây. Ví dụ như thế. Còn chu kỳ này mình không bán ra, bởi vì mình xác định thị trường ta đi ngang có thể đi lên tiếp. Vậy thôi, đó là cái yếu tố xác định về mặt tiêu chí hệ thống và cái yếu tố quan điểm. Bởi vì mình nhìn nhiều mã cổ phiếu trên thị trường thì hỗ trợ của nó vẫn tốt và chưa xuất hiện những cái xung lực gãy quá mạnh, nên thành ra những cái dao động như thế này hoặc là chưa có gặp nhiều quá nhiều cái yếu tố áp lực thì mình vẫn chấp nhận qua yếu tố điều chỉnh của thị trường, mặc kệ cho nó có yếu tố bị chúng ta bị mất lại. Chúng ta phải biết mỗi cái hệ thống nó đều có những cái ưu và nhược điểm khác nhau. Ví dụ như anh chị nhảy ra nhảy vào liên tục thì nó sẽ có một cái ưu điểm là gì? Ưu điểm là anh chị đánh không có lời, nhưng mà nhược điểm của nó là gì? Anh chị đánh không có lời mà anh chị còn mất phí nữa. Bởi vì khi anh chị tăng lên, chúng ta đảo qua đảo lại liên tục là kiểu gì anh chị sẽ thua, bởi vì anh chị không thua cái này thì mình sẽ thu phí. Còn khi mà những anh chị đánh theo chu kỳ như Nam này, khi ăn ta sẽ ăn rất nhiều. Nhưng mà nếu mà trong quá trình mà thị trường chúng ta rũ bỏ hoặc là một cái pha gãy, chúng ta sẽ phải xử lý sau thị trường một chút. Mà các quá trình xử lý sau thì chúng ta sẽ phải bị mất lời, thì đó là cái điều kiện hoàn toàn bình thường của thị trường. Ta phải đặt ra trước những cái cơ hội và rủi ro trong các quá trình mà chúng ta tham gia thị trường, đặc biệt trong những cái tiêu chí vận động của thị trường như thế này. Vì thế chúng ta cần phải cân nhắc một số cái điểm như thế, hoặc là một số cổ phiếu chứng khoán nhỏ như AGR này. Bây giờ nó về là cái biên dưới rồi, những con này chiết khấu khá là sâu thì nó sẽ có những cái phiên phục hồi như thế này, nhưng mà những con này phục hồi lên để anh chị bán, phải là để cầm. Còn có những mã cổ phiếu trong những cái pha như thế này, chúng ta sẽ thấy là gì, là cơ hội tốt để anh chị thu gom cổ phiếu. Thu gom cổ phiếu nào thì tùy vào cái tiêu chí đánh giá của từng hệ thống khác nhau, ví dụ như thế, đặc cược khác nhau. Ví dụ như mình tham gia cổ phiếu nào thì mình rào cổ phiếu đó thôi, không phải cổ phiếu nào rất sâu đâu, đâu phải cổ phiếu nào cũng xấu. Các cổ phiếu nó về là cái biên dưới của nó sẽ phục hồi lại. Ví dụ như HG, con này đi lên từ 12 lên 15 thì nó lên 15 thì nó đẹp xuống 12 thì cầu nó sẽ vào. Đây là gì? Đây là cái vùng hỗ trợ mạnh của nó. Thì những cái vùng này nó sẽ làm cho cổ phiếu có yếu tố phục hồi tự nhiên. Thì có rất nhiều mã cổ phiếu đang dạng chiết khấu như thế này. Nó rơi vào khoảng bao nhiêu? Khoảng 15-16% nó sẽ có cái đẹp phục hồi. Vì thế anh chị đo những mã cổ phiếu đó, một là anh chị để cư chân bàn, hai là chờ nó phục hồi để cơ cấu với những mã cổ phiếu khác. Nên là về quan điểm mình là thị trường này, cái yếu tố dao động ở thời điểm hiện tại nó chỉ mang tính chất gì ạ? Đi ở biên trên thì nó về dưới biên dưới. Mà về dưới biên dưới thì có hai động thái, một là canh mua, hai là canh cư chân bàn, tùy vào cái khả năng của từng hệ thống. Cái thứ ba nữa, về quan điểm mình là cái điểm watch out nó gần đâu đây, bởi vì nhìn cái cây này là ai bán là người ta đã bán rồi anh chị.
Nhìn cây này ai bán là người ta đã bán, là tỷ lệ mua trong giai đoạn này mình giá không cao, nên là thông thường những cây này mình nghĩ ai bán là đã bán, và nhiều cổ phiếu mình đánh giá nó không chịch quá sâu. Ví dụ SSI con này đi biên từ 34-36 đi bữa giờ, nhìn vậy thôi chứ đi biên 34-36 biên lại lộn không bao nhiêu hết. Chúng ta lưu ý đi biên 34-36 thôi, khi nào nó lủng cái vùng giá 33 ở đây này, khối lượng lớn thôi bán chạy, ví dụ như vậy. Còn nếu nó không làm được hoặc là những cái nhịp nhưng mà nó về dưới đây cầu nó vẫn đỡ tốt thì anh chị vẫn cầm nắm cổ phiếu bình thường. Chưa có nhiều cái yếu tố vấn đề trong những cái thời điểm và cái yếu tố giao dịch như thế này của thị trường, chúng ta cần phải lưu ý một số cái điểm như thế. Vì thế về quan điểm của hệ thống bên mình, khi thị trường về biên dưới, đặc biệt là mình xác định thị trường đi ngang và nó về biên dưới thì có khả năng là biên trên, thì về quan điểm mình, anh chị nhà đầu tư lưu ý đây là một trong những cái yếu tố mình tham gia thị trường và không bán ra cổ phiếu. Và thông thường những cái nhịp như thế này thì mình sẽ cân đối lại cái danh mục để chúng ta tỉa đi những mã cổ phiếu yếu khi nó phục hồi và cầm lại những mã cổ phiếu mạnh và gia tăng vào những mã cổ phiếu đó. Ta lưu ý một số cái điểm như thế. Còn cái yếu tố cơ hội và rủi ro thì tùy vào từng hệ thống đánh giá. Hệ thống bên mình thì trong giai đoạn này mình đánh giá thị trường ta ổn, chưa có gì xấu. Cái điểm watch out nó gần đâu đây, mình vẫn full hàng, kể cả cho mình có mất đi một cái phần lãi thì cái chuyện đó hoàn toàn bình thường. Mình có thể lời nhiều mất lãi, sau này thì có yếu tố và mặt nó phục hồi ngược trở lại theo đúng cái hệ thống bên mình thì mình lại ăn thế thôi. Còn dao động này đối với mình chưa có một cái yếu tố gì đó quá xấu, nên anh chị chúng ta cần phải lưu ý một số cái yếu tố về tiêu chí hành động cũng như là cái ưu nhược điểm của từng hệ thống khác nhau, ta cần phải cân nhắc một số cái điểm như thế ha. Ok, thì cũng cảm ơn tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta lắng nghe cái video này. Nếu anh chị thấy hay thì nhớ chia sẻ video của Nam với nhiều anh chị nhà đầu tư khác, như là nhớ đăng ký kênh, like video ủng hộ Nam nha. Ok, cảm ơn anh chị nhà đầu tư rất nhiều. Chúc anh chị nhà đầu tư một buổi tối thật là vui vẻ, một sự tăng giá của thị trường vào ngày mai, và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.